giới thiệu với cả nhà một đặc sản của Bắc Hà, Lào Cai. Đây là phở chua và đây là phở trộn. Đây là quán phở Hà Vinh, quán phở ngon nhất Bắc Hà. Đấy, thiên hạ đệ nhất Bắc Hà về phở. Phở thì là dùng gạo nương đỏ. Là gạo nước à? Gạo nương đỏ. Nương đỏ. Đấy. Nhìn nó màu như này mà. Đấy. Nước dùng thì làm bằng cái gì? Nước dùng thì bằng xương gà xong ninh. Chứ không cho thẳng nước dưa chua vào đâu đúng không? Không, không cho nước dưa chua. Nước dưa chua sẽ dành cho là phở chua. À. Còn phở trộn thì nó sẽ có một ít. Cho rồi. Đây là phở chua. Đây là phở chua này. Trong phở chua có cái gì? Trong phở chua thì có dưa này, có thịt này, phở này, rau diếp này. Đấy. Rất ngon. Cái này mà giải rượu thì cực tốt luôn. Với nước dưa. Đấy. Chúc mình một bát này bao tiền? Bát này 35.000. Rất là ngon và rẻ. Rất nhiều thịt gà luôn nhé. Đây. Đây là sát thị. Rất nhiều gà này. Một bát này chắc nếu mà như mình thì chắc phải hai vợ chồng ăn. Xong rồi, anh gọi thêm đấy. Anh bảo làm thêm một chút ăn cho thoải mái. Cái rau này là rau gì? Rau diếp à? Diếp. Diếp hả? Vị nó thế nào em? Mát mát, thanh thanh, ngon. Loại cay cay như của bùi cay, của đậu dưa. Đấy. Có cả đậu xị nữa không? Đậu xị này, đây là đậu xị này. Bùi của lá. Đây nghĩa là loại ớt này này. Đây là loại ớt đậu xị này. Đây. Ớt này ớt trộn với đậu xị. Đúng rồi, nấu. Gia vị rất đặc biệt luôn. Còn đây là ớt xào. Ớt xào. Đây ớt xào rất đặc biệt luôn. Ớt xào này không giống ớt xào mình ăn ở những quán phở bình thường. Đây là ớt xào này, rất ngon. Thơm, phức. Rất cay. Ngon quá. Mời các bạn đến với Bắc Hà. Không biết là đói như nào nhưng ngon. Ở gần bến xe mới à? Đối diện bến xe Bắc Hà. Đối diện bến xe Bắc Hà. Quán phở Hà Vinh. Quán phở Hà Vinh à? Một trong quán phở ẩm thực Tây Bắc. Phở Bắc Hà ngon nổi tiếng. Chứ còn bây giờ rất là nhiều quán phở Bắc Hà nhưng mà không đúng vị như này. Ăn xong là nghiện luôn, nhớ. Nhớ. Mình nhớ rất là cái vị chua chua cay cay. Những người xa người ta còn đắt để gửi. Những người xa người ta còn đắt để gửi. Nhưng mà ăn ở đây vẫn... Ăn ở đây thì nó vẫn có cái... Cái lạnh của Bắc Hà. Nó có cái vị của nó. Ăn này vẫn ngon hơn. Cái dưa này cũng là dưa mèo thôi nhỉ? Dưa mèo, dưa muối. Muối. Dưa chua của mình muối. Ở đây thì thường còn có món cải cay. Đấy, để ăn kèm cũng rất ngon. Ngon, xin mời các bạn cùng ăn.